Chương 1 Đêm mưa trường an Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Công nguyên 540 năm, Ngụy Đô Trường An, cuối mùa thu Mưa là từ buổi chiều bắt đầu hạ, mới đầu là mưa nhỏ, lúc chạm vạn tối chuyển thành mưa lớn, trên đường ít có người đi đường. Mặc dù không tới giờ lên đèn, nhưng bởi vì sắc trời quá lờ mờ, trong thành lần lượt xuất hiện ánh đèn ánh sáng, ánh sáng chủ yếu tập trung ở thành đông hơn 10 dặm phạm vi, đó là hoàn thành chỗ, cũng là nhà giàu sang sinh hoạt khu vực. Thành Tây ở phần lớn là bình dân, thắp đèn gia đình không nhiều, nhưng ở thành Tây Tây Bắc có một chỗ ánh sáng, chỗ này ánh sáng so bình thường ánh đèn muốn sáng lên không ít, tia sáng đung đưa không ngừng, có nhiều lắc lư. Phát ra ánh sáng địa phương là một tòa không lớn đền miếu, tòa này đền miếu rất là trách nát, tường viện cùng đồ vật xương phòng đã sụp đổ, lúc này chỉ còn lại có một gian nguyên bản cung phụng tượng thần chính điện. Chính điện thần đang ngồi lấy một bức tượng thần, bởi vì hay không người coi miếu quản lý giữ gìn, tượng thần tổn hại nghiêm trọng, sơn vẽ tróc ra, tượng đất lộ ra ngoài, đã nhìn không ra là cái nào một lộ thần tiên. Đại điện chính giữa có một đống lửa, đống lửa chung quanh có mấy cái quần áo tả tơi ăn mày, những này ăn mày niên kỷ cũng không lớn, lớn bất quá 13-14 tuổi, nhỏ bé cũng liền 8-9 tuổi khoảng chừng. Lớn tuổi nhất cái kia trước ngực hơi trống, hẳn là một cái nữ lúc này đang bưng một bát nước thuốc cùng nằm tại trước tượng thần đồng bạn nói chuyện. Cái kia nằm tại cành cây thân bên trên ăn mày ước chừng 12-13 tuổi, là cái nam hài, rất gầy, chẳng biết tại sao, đối mặt với đồng bạn đưa qua chén thuốc hắn cũng không cầm lấy, chỉ là thẳng tắp nhìn chầm chầm cô bé kia, mặc cho cô bé kia như thế nào thuyết phục, chỉ là không chịu nhận cái kia nước thuốc. Ngoài trừ hai người này, trong miếu còn có hai người, một cái nam hài chính tại nấu cơm, cái gọi là nấu cơm bất quá là đối với ăn xin tới đồ ăn tiến hành phân loại sau đó phân biệt đổ vào treo ở trên lửa hai cái bình gớm người này mặc dù cũng là ăn mày lại cũng không giống như đồng bạn như thế gầy yếu lớn vô cùng là mập trắng một cái khác là cô gái chính tại trẻ củi người này con mắt rất lớn một mực chưa từng nói chuyện chỉ dùng tay thế cùng người khác giao lưu hẳn là một cái câm điếc cái kia mớm thuốc nữ hài gặp đồng bạn bướng bỉnh lấy chính là không uống dược có chút gấp nhưng nàng cũng không nổi giận, mà là ôn nhu hỏi thăm nguyên do. Đứa bé trai kia không cùng nữ hài đối mặt, nghiêng đầu một bên, cũng không đáp lời. Nữ hài thuyết phục vài câu, lại lần nữa đưa, nam hài đột nhiên xoay người ngồi dậy, đưa tay đổ chén kia nước thuốc, ngược lại tức giận nhìn chầm chầm nữ hài kia. Nữ hài vội vàng đi nhặt cái kia chén thuốc, bác không có vỡ, nhưng dược đã toàn đổ, nam hài nghiêng đầu nhìn lấy nữ hài, trong mắt phẫn nộ dần dần biến mất thay vào đó là bi thương nồng đậm, chốc lát sau nâng lên tay áo lau đi nước mắt, xoay người nằm vật xuống, lại không nói chuyện. Nữ hài bất đắc dĩ nhìn cái kia nằm dưới đất nam hài một chút, đi tới cầm chén thuốc đưa cho nấu cơm mập mạp, có chút ít sầu lo nhìn lấy bên ngoài càng hạ càng nhanh mưa lớn, có biết rõ không lữ bình xuyên cùng mặt ly đi đâu. Không thấy, trường nhạc vì sao không uống dược. Mập mạp hỏi. Nữ hài lắc lắc đầu, nam phong đâu, thấy nam phong hay không? mập mạp lại dao động đầu, "Sở lão đại, ta đi tìm một chút bọn hắn đi." "Vẫn là để ta đi." Họ Sở nữ hài khoác tay áo. Hai người nói chuyện thời gian, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, chốc lát sau một lớn một nhỏ hai cái ăn mày từ bên ngoài vọt vào, hai người này lớn có 13, 14 tuổi, mình Trần Hở Lưng. Nhỏ bé 8, 9 tuổi, trên đầu che đậy một cái phá áo choàng ngắn. Hai người vừa mới đến cửa, một người mặc áo mỏng đen gầy nam hài từ ngoại cửa chạy vào, tiên sư nó, xối chết lão tử. Nam Phong, ngươi trong ngực giấu cái gì? Nấu cơm mập mạp hỏi. Ngươi đoán. Đen gầy nam hài nhi cười xấu xa. Tốt, người đã đông đủ, ăn cơm đi. Lữ Bình xuyên hướng bên cạnh đóng lửa một bên mập mạp nói rằng, nói xong, hướng họ sở nữ hài vẫy vẫy tay, hoài nhu, ngươi qua đây, ta có sự tình cùng ngươi thương nghị. Sở Hoài Nhu gật đầu một cái, cùng Lữ Bình Xuyên đi đến một bên thấp giọng nói chuyện, mập mạp đem cái hũ đồ ăn ở bên trong phân cho đám người. Tại mập mạp phân cơm thời điểm, Nam Phong đi đến trước tượng thần, từ trong ngực móc ra một cái bầu rượu vùng trộm kín đáo đưa cho trường nhạc. Cho, đồ tốt. Mập mạp đem trong cái hũ đồ ăn phân sáu phần, cuối cùng chỉ còn lại có một chút nước canh, hắn liền đem hai cái bình nước canh sát nhập một chỗ, trực tiếp ông bình uống kia nước canh sở hoài nhu cùng lữ bình xuyên có vẻ như đang thương lượng rất trọng yếu sự tình hai người biểu lộ đều rất nghiêm túc nói chuyện lúc thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đang dùng cơm những người khác cũng không biết thương nghị sự tình sợ đám người nghe được vẫn là thương nghị sự tình cùng mọi người có quan hệ nam phong cùng trường nhạc thay phiên uống rượu trong ấm hết rượu nam phong tự như đang đuổi hỏi cái gì trường nhạc chỉ là dao động đầu cũng không trả lời trong miếu đổ nát có chuột có con chuột ngửi được đồ ăn mùi từ chỗ tối chạy ra, tiến đến cầm điếc bên cạnh một bên, cầm điếc cũng không đánh nó, ngược lại bóp cơm canh cho nó ăn. Sở tỷ tỷ, Nam Phong lại trộm rượu cho trường nhạc uống. Mạc Ly cáo trạng. Sở Hoài Nhu nghe tiếng chuyển đầu, hướng Mạc Ly khoát tay áo, trường nhạc bị lạnh chứng, uống rượu là vì chống lạnh. Chốc lát sau, Lữ Bình Xuyên cùng Sở Hoài Nhu rời đi góc tường, hướng đi đóng lửa. Lữ Bình Xuyên đi đến bên cạnh đóng lửa bưng lên bát cơm, đem bên trong một khối xương cốt cho mạc ly, còn lại phía dưới đồ ăn Lữ Bình Xuyên cũng không ăn, rót vào mập mập ông cái hũ. Tương tự sự tình trước đó khả năng thường thường phát sinh, hai người cũng không có cự tuyệt, nói lời cảm tạ qua đi cắm đầu ăn. Ngươi nói đi. Lữ Bình Xuyên nhìn về phía sở Hoài Nhu. Sở Hoài Nhu lắc lắc đầu, vẫn là ngươi nói đi. Đám người thấy hai người ngữ khí khác thường, Nhào nhào nghiêng đầu nhìn về phía hai người, ở trong đó không bao gồm một mực trầm mặt ăn cái kia cầm điếc nữ hài, cầm điếc bình thường là kẻ điếc. Tốt à, ta tới nói, Lữ Bình Xuyên sợi sợi suy nghĩ, ngày hôm qua trường An phát sinh một kiện đại sự, các ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói. Đại ca, ngươi nói là thành đông cái kia pháp hội sao? Mập mạp nói tiếp. Lữ Bình Xuyên gật đầu một cái. Ta nghe nói cái kia pháp hội là tranh cái gì kinh thư? mập mạp nói rằng lữ bình xuyên gật đầu một cái lần này pháp hội từ hộ quốc chân nhân tự mình chủ trì tụ hiền nạp sĩ luận võ người thắng trận chẳng những có thể gia phong chức quan còn có thể cùng hộ quốc chân nhân cùng một chỗ nghiên cứu thiên thư tàn quyển rất nhiều môn phái đều phái cao thủ tới ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi thành đông đụng đụng vận khí nói không chừng thì có cái nào môn phái chịu thu xuống chúng ta cho dù không đảm đương nổi đệ tử làm cái tạp dịch cũng tốt hơn vùi ở nơi này lữ bình xuyên nói xong tất cả mọi người chưa hề nói tiếp lữ bình xuyên lại nói chúng ta vùi ở nơi này cũng không phải biện pháp dù sao cũng phải mưu đầu đường ra mới được loại cơ hội này không thường có chúng ta không thể bỏ qua thấy mọi người đều không biểu lộ thái độ một bên sở hoài nhu nói chuyện quyết định như vậy đi sáng mai đi thành đông lữ bình xuyên nhìn chung quanh đám người phân biệt sắp đến ta muốn cùng chư vị kết nghĩa kim lan không biết các ngươi có nguyện ý hay không đám người mờ mịt gật đầu. Mạc Ly, đem người bác rửa sạch sẽ, Lữ Bình xuyên từ bên hồng rút ra một cây chủy thủ, Nam Phong, nâng cốc lấy tới. Đại ca, ta nghe nói cường đạo kết bái mới uống máu rượu, người tốt kết bái tự như là một bộ khác quy củ. Mập mạp nói rằng, quý ở tâm ý, quản hắn cái gì quy củ. Lữ Bình xuyên khoát tay nói rằng, lúc này Mạc Ly đã cầm chén cơm của mình đi đến cửa ra vào muốn lau rửa, mới vừa đi tới cửa ra vào liền kinh hoảng quay đầu, đại ca, có người đến. Đám người nghe vậy tất cả đều đi tới cửa ra vào, chỉ gặp trong mưa xuất hiện một đạo bóng người, chính chậm rãi hướng miếu hoang đi tới. Đợi đến khoảng cách tới gần, mọi người thấy rõ người đến cách ăn mặc, người này niên kỹ đem tại 50 ngoài, mặc vào một thân cũ nát trường bào màu xanh, tay phải nắm cả một mặt đã phai màu vải vàng lá cờ, tay phải cầm một cây mộc trượng, hành tẩu lúc mộc trượng liên tiếp chĩa xuống đất, đám người lưu lạc chợ búa, đối với người tới cái này áo liền quần cũng không lạ lẫm, đó là cái coi bói người mù. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.